Rồi, em xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh chuyên mua bán trao đổi xe máy cũ đã qua sử dụng. Thì hôm nay em quay lại cửa hàng xe máy Mai thì có cập nhật được hai con quen pha mới về nữa mọi người. Thì nói chung dàn trên này thì xe cũng rất là trống ha, chủ yếu bữa nay dàn dưới rất là nhiều. Thì dàn trên là trống lại ha, dàn trên thì chủ yếu là xe số thôi mọi người, xe số phổ thông thôi. Còn dàn dưới thì côn tay nhiều hơn với lại tay ga đồ nhiều hơn ha. Thì trên này hôm nay có hai con này mới về thì cũng quay lên cập nhật với anh em tham khảo luôn. Thì quen pha nha mọi người, con này hai con đều là quen pha hết, quen pha mà quen pha mấy 110 nha mọi người. Quen pha máy 110 hết ha, một con màu trắng, một con màu xanh. Thì con màu trắng này thì đời 2018 mọi người này. Con màu trắng này đời 2018 ha. Đây quay lên chia sẻ anh em tham khảo, anh em nào mà đam mê quen pha thì liên hệ ha. Còn con màu xanh này thì đời 2017 nhá. Nói chung là một con màu trắng thì 18, con màu xanh thì 2017. Đây. Số lượng tham khảo hai con đều là máy 110 hết thì cùng tầm giá luôn. Tầm giá của con hai con đều là 15 triệu anh em ha, đều là 15 triệu đời 2017 2018. 60F2, 60F3. Máy móc nguyên hết anh em ha. Máy móc nguyên zin hết. Đây con màu xanh, đầu tiên con màu xanh thì odo nó khoảng tầm 9.000 nha. Odo khoảng 9.000 ha. Máy móc thì còn nguyên hết, tất cả từ trong ra ngoài. Nói chung là đời 2017, 2018 thì nó cũng vẫn còn rất là mới nha mọi người. Anh em tham khảo nè. Dàn chân, dàn đồ nó cũng rất là mới nha. Mà đi mới có 8-9 ngàn, rất là ít nha. Dàn chân trước ha. Máy thì yên tâm anh em ha. Máy thì từ trong ra ngoài là zin từ trong ra ngoài hết. Từ trong ra ngoài hết ha. Máy móc thì nguyên zin hết nha. Cô ráo sạch sẽ ha. Bô quay hết cho anh em tham khảo luôn. Đúng. Quay hết chi tiết nha. Quay hết chi tiết cho anh em tham khảo. Giá thì 15 triệu anh em ha. 15 triệu. Cam đùm liền tất cả là đều nguyên hết anh em ha. Cam đùm liền tất cả đều nguyên hết. Còn rất là mới. Chi tiết rất là mới ha. F2 nhé mọi người. 15 triệu. Đây con màu trắng nha mọi người ha. Màu trắng cũng 15 triệu, con màu trắng thì đời 2018 ha. Nhìn chân nhìn đồ thì nói chung là rất đẹp. Xe này thì 2017 2018 thì nó còn rất là mới nha mọi người. Thì cái giá trên này thì vẫn còn thương lượng anh em ha. Giá trên này vẫn còn bớt giá cho anh em nên là anh em yên tâm. Thì mua bán trao đổi xe tại cửa hàng xe máy Mai, hoặc đặc biệt là nếu anh em mà không đi một thời gian không đi nữa thì quay trở lại cửa hàng vẫn thu lại giá rất là cao anh em ha. Thì đặc biệt cửa hàng xe máy Mai thì thu lại xe rất là giá rất là cao hơn so với thị trường. Đó. Rất đẹp ha. Dàn chân của mấy con này rất là đẹp, 2018 này. Sáng cho ăn hết anh em ha. Máy móc là ok hết, từ trong ra ngoài là zin hết ha. Từ trong ra ngoài là zin hết. Sơ lược anh em tham khảo 18 9.000 ha. Xăng hết bình luôn. 15 triệu ha đây ha. Đó, hai con này 15 triệu này, cặp này 25 triệu ha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là Sirius nha mọi người. Sirius là thì 11 triệu anh em ha. Đây giới thiệu anh em luôn, Sirius 11 triệu này, 60Z3 ha. Con này thì đời rất là lâu rồi mọi người.
tem dán kiểu này thì đợi rất là lâu rồi ha. Bánh mâm thắng đĩa nhé, giá 11 triệu, rái rất là mềm anh em ha, rẻ luôn. Ồ, máy vẫn còn rất là chắc ha. Êm nha, vậy dạ, xe nổ rất là êm ha. Con này thì Sirius 2010 anh em nhé, Sirius 2010. Chức năng hoạt động ổn định hết. Giá thì chỉ có 11 triệu nhé. Anh em đam mê thì liên hệ. À, rất nhiều xe đẹp ha. Đây có con Vanfa mới ken luôn mọi người ạ. 60B8 mới ken luôn. Rất là mới luôn mọi người. Mới từ trong ra ngoài luôn anh em. Con này mới từ trong ra ngoài luôn. Xe chạy cũng mới có 30 mấy ngàn. Mà chiếc này không bán ha mọi người ha. Cái này thì em không biết là có ai đặt chưa, nhưng mà sao đây, chạy 30 ngàn. Xe rất là mới, mới ken luôn. Mới từ trong ra ngoài luôn. Thì em cũng sơ lược có mấy con rồi thôi. Thì cảm ơn tất cả các anh em mình đã quan tâm theo dõi ha. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai nhé. Rồi em cũng xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người nha.